Mến chào bà con đã ghé thăm kênh LTK Bonsai ha. Thì hôm nay em giao lưu với tất cả bà con như thường lệ, em dùng mai chiếu thủy cụm rừng, linh sam, cần thăng và một số cây bằng lăng rừng, một số cây người quế, lá xoắn, hoa chùm ha. Thì bà con mình lưu ý mã số 1 ngày hôm nay là 1C nha, dòng người quế, lá xoắn, hoa chùm, bonsai ha, cốt cành lớn nha cô chú anh chị. Rồi, em báo thông số chiều cao bà con mình lưu ý giúp em ha. Cây này chiều cao là 76. Hàng lớn cây thì lưu ý giùm em không bao gồm cả chậu nha cô chú anh chị. Phôm tán đã đệm dây kẽm hết rồi ha. Tán rộng full tàn nha. 87. Đúng rồi, chậu lớn nhất của mình ha. Mã số 1C ha. Dòng cây này khá là già cây nha. Nguyệt quế, lá xoắn, hoa chùm. Được, đây nè, cũng dễ coi ha cô chú anh chị. Đó. Cái này mang dây kẽm nhiều lắm rồi cho nên bà con mình về có thể là nhánh nào vẹo đó bà con mình bẻ lại bình thường ha. Nguyệt quế, lá xoắn, hoa chùm, dòng xiên hoa nha. Cây rất là già cây. Trên thân cây thì bà con mình để ý là đã tróc da hết rồi ha. Rồi, quanh thân này em báo là 30. Em đo đường kính bầu cho cô chú anh chị mình xem ha. 48. Đế này đế đều nha cô chú anh chị. Mã số 1C. Bà con mình có thể chỉnh sửa đế khi về nhà sang chậu mới ha. Mời thêm tí xíu nữa nha. 1C giao lưu bao gồm phí ship bà con mình 2.500.000 đồng toàn quốc ha. Số điện thoại của em là 0939700449 nha cô chú anh chị. Có để dưới tiêu đề bà con mình lưu ý giùm em gọi về số đó để mình chốt đơn nha. Rồi cây mã số 2C cũng là dòng nguyệt quế, lá xoắn, hoa chùm. Tông này cũng cao cao ha. Chiều cao cây em báo là 80. Tán ngang cây là 75. Dòng này rất là xiên hoa và rất là dễ để hoa nha cô chú anh chị. Hiện tại cây này thì bà con mình về tưới nước chăm sóc thì cây nó sẽ cho hoa luôn nha. 2C ha. Rồi, 21 là hoành thân cây. Cây có củ ha. Cũng không bao gồm chậu khi vận chuyển nha. Bà con mình được kiểm tra hàng trước khi nhận cây ha. Tán cao, ngang thì em đo chính xác. Nhưng mà ngang thì em có thể ép tàn khi vận chuyển. Cho nên bà con mình về bẻ lại có thể là tàn ngang hơi nhũn hơn tí xíu ha. 2C 1.500.000 đồng không bao gồm chậu. 1.500.000 đồng mã số 2C. Rồi cây mã số 3C. Cây này đang lên hoa ha. Dòng này rất là thơm nha. Chiều cao cây là 55. Tán ngang cây em đo ở chỗ lớn nhất ha là 60. Kích thước em đo đã trừ hao 1-2 phân cho cô chú anh chị mình hết rồi ha. Hàng cây cảnh thì đang được rất là nhiều người ưa chuộng và thịnh hành nha cô chú anh chị. Đó, hoa rất là đẹp. Và khi báo trước với bà con mình, hàng cây cảnh có sức sống cho nên cây sẽ rụng vàng lá khi vận chuyển ít ha. Đối với cây thuần chậu nha. Còn cây nào em báo nhiều thì nó sẽ rụng nhiều nha cô chú anh chị. 3C. Nhắc lại đây là dòng nguyệt quế, lá xoắn, hoa chùm. Quanh thân cây 15. Em bó bầu khi đi cho cây sẽ an toàn hơn. Bà con mình về sang chậu cái chậu nào thích hợp á để tăng giá trị cây lên ha. 3C. Cây này giá giao lưu chỉ 900.000 đồng đến nơi ha. 4C. Cây này giao lưu cũng 900.000 đồng nha. Dòng có củ nha cô chú anh chị. Chiều cao cây em báo là 48. Tổng ngang em đo là 55. Mới vừa hết được bông hay là... Đúng rồi, mới vừa hết được bông nè. Mấy này là trái của nó ha. Cái đột non này khi vận chuyển nó có nắng quá thì nó sẽ nám nha. Mà số 4C nha. Hàng có củ đế phía dưới ha cô chú anh chị. Rồi, quanh thân này là 14. Nguyệt quế. Cái này thuần chậu nha cô chú anh chị. Mà số 4C. 900 giao lưu tận nơi. Kiểm tra hàng thanh toán trước khi nhận ha.
Mã số 5C. Cây này 800, hàng bonsai lùng lực nha cô chú anh chị. Về demo sang cái chậu mới thì cây nó sẽ tăng giá trị và thẩm mỹ hơn nhiều ha. Tán ngang của cây là 57. Còn cao cây là 36. Cũng là dòng nguyệt quế lá xoắn hoa chùm luôn nha. Mã số 5C. Em đo thân tại đây nha cô chú anh chị. 19 ha. Mã số 5C nha. Lưu ý nhớ mã giùm em nha. Rồi cây này giao lưu với giá 800.000 đồng tận nơi. Số điện thoại của em có để dưới miêu tả là 0939700449 nha cô chú anh chị. Mã số 6C. Cây này là cây ngũ sắc nha cô chú anh chị. Người ta hay gọi cái tên khác của nó là cây trăm ổi ha. Chiều cao cây ha, 48. Lá và hoa rất là thơm nha. Cây này ghép một màu ha. Tán rộng của cây là 45. Dạ. Mã số 6C. Dạ. Đó, cây rất là quái nha. Thì cây này đã nuôi thuần chậu sống khỏe rồi nên bà con mình an tâm ha. Em đo tại vị trí này là 19 thôi. Còn mấy chỗ nuôi này thì khá lớn ha, kể cả đế luôn nha. Rồi, cây này em giao lưu toàn quốc với bà con mình là 800.000 đồng tận nơi ha. Các mắt ghép đã liền lạc khỏe hết trơn rồi ha. 6C. Mã số 7C. Cây trăm ổi. Cây này có chiều cao tương đối ha, 53. Hàng này vận chuyển dễ vàng và rụng lá nha cô chú anh chị, nhưng cây sẽ cho lại chồi non và hoa rất là nhanh ha. Tàn rộng của cây là 58. Tương đối ha. Dạ. Đây bà con coi cái bông. Rất là đẹp luôn ha cô chú anh chị. Rồi, tổng cái củ này ha. Củ đặc này là 41. Dòm kỹ các mắt ghép giùm em ha. Về có thể là hoa và lá có thể bị rụng nha cô chú anh chị. Nhận cây vô mát tưới nước giùm em ha. Xong đợt hoa xuống là có trái nha. Trái này không sử dụng được ha. Để đẹp thôi. Rồi giao lưu 1 triệu đồng toàn quốc mã số 7C. Mã số 8C. Dòng mai chiếu thủy trung nu bonsai nghệ thuật. Chiều cao cây là 54. Mã số 8C ha. Tán rộng 47. Cây đang hoa nha cô chú anh chị. Hiện tại cây đó là gỡ dây ra rồi ha. Em đo thân tại đây. Thân này là 20. Đây có một cái vết ấy nè. Bà con mình về sửa lại. Không sao hết ha. Cây sống khỏe bình thường. 8C. Giao lưu với bà con cây này có giá 1 triệu 900 ngàn đồng đến nơi ha. Chi tay gỡ dây ra hết rồi nghe cô chú. Cô chú anh chị. Rất là già cây. Rồi 1 triệu 900 ngàn đồng cho mã số 8C. Dạ chậu luôn đi. Cái nhỏ nhỏ thì em gửi chậu được, còn bự quá thì chậu nó nặng lắm em không gửi được ha. 9C. Cần thân bonsai chuẩn rồi ha cô chú anh chị. Chiều cao cây ha, 40. Rất già cây nha. Tán đổ cây là 42. Rộng tán là 25. Cây đế cực đẹp nha cô chú anh chị. Chỗ này em đo cho bà con mình là 25. Dòng đế dưới đây tròn đều luôn ha, 60. Dòng cây khá chuẩn đẹp ha. Mã số 9C. Dạ này gửi chậu luôn cho cô chú anh chị mình nha. Mã số 9C giao lưu bao gồm phí ship cho bà con mình 2 triệu đồng đận nơi ha. Cần thân bonsai nha.
Rồi cây này, cây cần thăng này giá 400.000 đồng mã số 10C. Chiều cao cây là 21. Tán rộng cây là 40. Cây này đế cũng không có thua gì đâu ha. Về tùy theo ý thích, tùy theo tay và con mình chỉnh sửa nữa. Chỗ này em đo củ đế là 25. Cần thăng thì phát triển đế rất là mạnh, tùy theo độ già của cây mà giá trị nó tăng lên cao ha cô chú anh chị. Rồi cây này 400.000 đồng mã số 10C, ship toàn quốc nha. Bà con mình nhận hàng kiểm tra thanh toán ha. Rồi cây linh sam này trắng tím ha, em bao gồm luôn chậu Biên Hòa Đồng Nai mới nha, mã số 11C. Cây này có chiều cao là 38, chậu Bắc Tiên. Tán ngang cây là 60. Trắng tím nha cô chú anh chị. Cây đây có rễ đây luôn ha. Cây rất là quái, tính chất bắt cầu cô chú anh chị. Giống như cái cầu 22, hoành thân lớn chủ ra chủ thân ha. Đây, đã sành hết trơn rồi, có tình trạng là chuẩn bị lành lại ha. Rồi, giao lưu toàn quốc cây này có giá 1.500.000 đồng mã số 11C. Chậu luôn. Dạ chậu luôn. Trắng tím nha cô chú anh chị. Rồi, cây linh sam lá rí, song hình nha, ghép lá rí ha. Chiều cao cây em báo 46. Này tán tròn đều ha, 50 là tổng tán ngang. 12C. Dòng linh sam này bà con mình muốn để hoa thì xiết nước tầm vài ngày, cây thấy cây vàng và xi lá dần thì bà con mình tưới nước hỗ trợ lại ha. Hoặc là tưới Atonis vô là cây nó sẽ cho hoa đồng loạt nha cô chú anh chị. Rất là thơm và màu tím khá là đẹp. 30. Tổng đế ha. Một bệ đế chia lên 4 thân nha. Chậu trái bần. Chậu này thì em gửi đi luôn nha, nhưng không đảm bảo là chậu có mẻ bể thì mong cô chú anh chị mình thông cảm ha. Rồi, cây này em giao lưu với giá là 1.500.000 đồng mã số 12C. Số điện thoại của em là 0939700449 ha. Thì đây là mặt hàng ngoài chiếu thủy trung nu dạng cụm rừng ha, 13C. Chiều cao cây em báo là 60. Tán ngang cây là 55. Mai chiếu thủy trung nu, nguyên thủy không ghép nha cô chú anh chị. Đây, hai thân lớn nhỏ ha, em đo tổng nha. Tổng như thế này là 24. Hai cây liền bệ nha cô chú anh chị. Rồi giá giao lưu toàn quốc cây này có giá là 650.000 đồng, mã số 13C. Rồi cây này 4 thân cũng giá là 650.000 đồng, cũng là dòng mai chiếu thủy trung nung nha. 64 cao. Cây này rất là xiên hoa nha, nhưng cái vùng lạnh thì hoa sẽ cho ít hơn là cái vùng nóng ha. Tán ngang 57. Bà con mình mới nhận cây về để mát giúp em của chú anh chị để tránh tình trạng là cây nám lá ha. Em đo một thân chính chủ ha. Tại đây là 15. Đó. Rồi cụm rừng 4 thân này em giao lưu với bà con mình giá 650.000 đồng toàn quốc ha. Hàng công cần phí cũng cao nha cô chú anh chị. Nhưng mà đóng ép tàn quá thì sợ nó gãy nhánh, cho nên tụi em sẽ đóng nó hơi lớn ha. Cho nên hai cây thì tụi em mới giảm được 100.000 đồng cho cô chú anh chị mình, còn đối với một cây thì em không có giảm được ha. 66 là chiều cao. Tổng tán ngang cây là 60. 2 4 6 thân nha. Mã số 15C nha cô chú anh chị. Em đo tổng cụm ha. Tổng cụm là 39. Còn thân này khoảng 12 nha, 11 12 ha. Rồi 15C. Bao gồm phí thì cũng có giá là 650.000 đồng. Cây 16C giá cũng y vậy nha cô chú anh chị, hai cây thì giảm 100 ha. Chiều cao cây em báo là 58. Tán ngang cây là 50. Mã số 16C. Hai thân rất lớn nha cô chú anh chị.
cũng là dòng Mai Chiếu Thủy Trung Nu ha. Rồi 18 là hoành thân chính chủ đại diện ha. 16C 650.000 đồng ship toàn quốc. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận ha. Đúng hàng đúng cây mình chọn thì bà con mình thanh toán giúp shop nha. Rồi em còn được một cây vú sữa lò ren. Cây này em giao lưu với bà con chỉ có giá là 700.000 đồng. Cây này có chiều cao là 53. Em đo từ đây lên tới chiều cao đó ha. Cây này là hàng nuôi đế nha. Cây đủ sức là sẽ cho trái nha cô chú anh chị. Dạ cũng già cây rồi. Tại nuôi đế cho nên nó hãm cái sự phát triển của cây lắm. Nè đế nè. Rồi phần dưới đây nữa nè. 700 toàn quốc ha. Mã số 17C vú sữa lò rèn. Rồi một cây xoài luôn. Cây xoài này giá rẻ bán ra cho cô chú anh chị mình luôn, giá 400 thôi. Đó. Không biết xài gì luôn. Nhưng mà ăn được nghe cô chú anh chị. Cao 70. Bà con nào giao lưu được cây này thì ok luôn. Tán ngang là 50 nha. Hoành ha. Hoành tại đây em đo là 15. Cây cũng khá đẹp nha cô chú anh chị. Mà giá chỉ 400.000 đồng luôn ha. 18C. Bao ship cho bà con mình đến nơi ha. Cây này là cây sâm hương nha cô chú anh chị. Gì đi ha. 17. Cây sam hương mã số 19C nha. Đâu rồi? Để em đo hoành nha cô chú anh chị. Ở đây nha. 9. Phần dưới đây thì lớn hơn ha. Còn cái phần chậu này là chậu nuôi đế nào của nó ở trong đây nha. 19C. Sam hương nuôi đế này giá 700.000 đồng bao trọn bộ phí ship bà con mình đến nơi ha. Khi em gửi thì em cũng gửi y gan gì đi nha cô chú anh chị. Mini bonsai mã số 20C. Đó, cây này giá 800 ha. Chiều cao cây là 20, sam hương, sam hương. Nè lá. Còn lá lớn hơn bà con mình dễ nhận biết đây nè ha. Em báo chuẩn cây nha cô chú anh chị. 9 là hoành thân cây ha. Cũng nuôi đế luôn ha. Giá cây này 900.000 đồng đến nơi, 20C toàn quốc. Ủa 900 hay 800? 800. Không biết nên nữa coi clip lại cho cô chú anh chị em lấy cái giá ban đầu đi ha. Rồi chiều cao cây là 24. Sam trái. Tán ngang là 40. Đúng sam trái nha cô chú anh chị và hàng thuần chậu bao sống khỏe. Còn hoành thân cây là khoảng 78 ha. 21C không bao gồm chậu khi vận chuyển, cây này có giá 700.000 đồng. 22C cũng là sam trái luôn, giá cũng 700.000 đồng đến nơi ha. Tán ngang cây em báo là 40. Còn cao cây em báo là 21. Mã 22C nha. Hoành thân này em đo cho bà con mình là 8. Đó, phía trên đây lớn hơn ngón tay cái khoảng 5-6 ha. 22C 700 đến nơi. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Số điện thoại của em có để dưới miêu tả, tiêu đề là 0939700449 ha. Rồi đến với cái bệ bằng lăng 23C. Bệ này khá lớn và rất nặng nha cô chú anh chị. Hàng ôm đá và bệ đặt nữa ha. Đây. Chiều cao cây là 48. Hàng này bà con mình ghép tường vi sẽ cho hoa xiên hơn ha. Còn nếu không thì bà con mình chơi nguyên thủy, hoa nó sẽ nở vào một mùa hè trong năm. Bệ nha. Bệ cái này là 120. Đó. Hàng miền rừng núi nó sẽ có những cái vết lũa do tự nhiên thôi ha. Đã sành hết trơn rồi. Về tùy theo ý thích bà con mình chỉnh sửa nha. Cây rất là nặng và phí ship cũng khá là cao cho với những cái cây này ha. Đây là đá, đây đá nữa nha. Rồi 1.400.000 đồng đến nơi. Mặt lũa ha. Dạ cứng hết rồi. Không mục nha. 1.400.000 đồng giao lưu toàn quốc. Hai mươi bốn C bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ luôn. Lấy cái gì chim ở phía đầu này nè.
cho nó cắm đầu rồi. Cây này dáng khá là quái nha. Cái này trầu lên nhiều quá cho nên em không có chưa kịp bỏ. Cao cây là 44. Nó sống nhưng mà dòm không có thấy dáng. Đó, dáng rất là quái. Nhưng mà mấy cái chồi mọc nhiều quá thì che đi bớt cái dáng của nó. Với lại cũng không có cần thiết gì nhiều quá như vậy nha cô chú anh chị. Đây, em đo chỗ dưới cái eo này là 80. Đó, nguyên một vòng vòng qua đây ha. Đó, sống khỏe luôn. Đúng rồi, dòm kỹ bên đây nấy mặt sau thì có ấy. Rồi, giao lưu cây này có giá 1.700.000 đồng tận nơi ha. Cây em bao sống 1 tháng đối với cây bằng lăng này nha cô chú anh chị. Và trong 1 tháng đó cây có tình trạng suy yếu dần thì cứ liên hệ lại em ha. Mặt số 25C. Ok chưa? Rồi, em đo thông số chiều cao bà con mình lưu ý nha, 47. Tại mua hàng qua YouTube á, đôi khi phải quay cận nên cho bà con mình biết. Bà con nào không để ý kích thước thì bà con mình thấy cây nó lớn nhưng mà có kích thước thông số em báo công khai hết nha cô chú anh chị. Đúng rồi, tại vì quay nó cận 100 tổng bệ ha. Cây đâm chồi sống khỏe, dâm ủ cũng lâu rồi ha. Về bà con mình bỏ phần băng keo bên ngoài, phần bao bên trong bà con mình lên chậu, phủ giá thể lên cao cao dùm em khi mà mình mới trồng ha. Từ từ bao nó sẽ phân hủy, bà con mình khỏi cần lấy ra. Rồi cây này giá giao luôn 1.200.000 đồng đến nơi, bao trọn bộ phí ship. Mã số 26C, cuối clip của em ngày hôm nay nha. Hết hả? Đúng không? Chiều cao cây bằng lăng này là 44. Đơn vị tính bằng cm nha cô chú anh chị. Em bó dạng phôi khi vận chuyển cho nên có thể chồi, có thể bị dập nha. Báo trước với bà con mình ha. Rồi, 65 tổng bệ ha. Cây 26C bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ, giao lưu toàn quốc. Cây này chỉ có giá là 900.000 đồng, ship toàn quốc, kiểm tra hàng thanh toán. Dạ, đúng rồi. Rồi, nhân đây em cảm ơn tất cả bà con mình đã ủng hộ nhiệt tình em trong thời gian vừa qua. Và xin hẹn lại những clip tới trên kênh LTK Bonsai. Bà con nào coi thấy clip giá rẻ hợp lý, hình ảnh rõ nét sắc nét thì nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ ha.